Nay dù có thèm hơi dài đến mấy, nhưng mà cái đợt này tưởng chồng mà không thành đấy thì đúng là dẹp luôn. Thằng thứ nhất vào đi. À, chào em. Anh ơi, đây là cái chương trình tuyển chồng. Anh có chắc chắn là anh đến đúng cái chương trình chưa? Ờ, đúng rồi em. Thế bây giờ anh nói một câu để anh thể hiện anh là một chàng trai mạnh mẽ đi. Anh mạnh mẽ mà em. Lưỡi. Người thứ hai vào đi. Ông ơi, cháu đâu còn trẻ nên là nhu cầu cháu cũng cao lắm ông ạ. À, cháu sợ ông không đáp ứng được. Thèm cho chào ông. Thằng thứ ba vào đi. Anh chào em. Xin khoan này. Nhìn anh quen lắm. Hình như là cái đợt tuyển chồng một là anh cũng có mặt đúng không? Ồ, không có đâu em. Thế được rồi, giới thiệu bản thân đi anh. Anh xin tự giới thiệu. Hôm nay anh vừa tròn 35 tuổi. Ơ, à, thế là anh cũng trùng sinh nhật 35 năm của Viettel đấy. Thế thì có liên quan gì đến anh không em? Thế anh có dùng mạng Viettel không? Anh Viettel, nhưng anh dùng Viettel. Thế thì nhận ngay 35.000 điểm Viettel cộng cộng khi anh lắp đặt, nâng cấp hay là đóng gói cước trước của Internet Viettel. Ồ, thế hôm nay em tuyển chồng hay là đi quảng cáo với em? Cái anh này hay nhở. Tôi làm cái gì đây là việc của tôi. Mà Viettel là nhà tài trợ chính trong cái buổi tuyển chồng này của tôi. Anh mà không thích anh ý kiến gì thì anh lướt. Nói nhiều. Em không phải là mẫu người con gái anh đang tìm. Goodbye. Xin chào. Goodbye còn xin chào. Thằng tiếp theo vào đi. Anh em cười lên nhá. Cười lên, cười lên, cười lên. Ôi trời ơi. Anh nào mà đầu tư thế á? Nhà anh đã dựng sẵn rạp, mâm cỗ cũng đã làm, khách cũng đã vào bàn. Bây giờ là anh cô anh đón em về làm cô dâu thôi đấy Nát ạ. À, chưa nói đến cái vấn đề tình cảm hay là vật chất, nhưng mà em đánh giá cao anh về cái sự quyết tâm để có được em. Em yêu anh. Này mấy cái người kia, tôi đi tìm các anh các chị từ sáng giờ. Về muốn thuốc đi chứ, còn làm cái trò gì ngoài đây. Chị em, bác chị ơi, nhưng mà em ở bên kia lắm, bác sĩ cho em lên kia nhá. Yên tâm, về trại tôi giới thiệu cho mấy anh. Này cái bà kia, về uống thuốc. Ê, về uống thuốc, về uống thuốc. Về uống thuốc, về uống thuốc.